Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Silverback Tarot. Mình là Linh Tarot Reader đây. Hôm nay chúng ta quay lại với chủ đề là ai sắp tới, ai sắp quay trở lại trong cuộc sống của bạn. Nghĩa một người nào đó mà bạn từng trong trong quá khứ, thì người yêu cũ, bạn cũ, đồng nghiệp cũ, hay nói chung bất kỳ người nào mà bạn từng biết trong quá khứ của bạn, thì trong thời gian tới thì người này sẽ quay trở lại, xuất hiện lại trong cuộc sống của bạn. Thì không biết đấy là ai à? Bây giờ chúng ta sẽ đến với trả bài ai sắp quay trở lại trong cuộc sống, ai sắp quay trở lại trong cuộc sống của bạn. Đây là tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3 này, 1, 2, 3. Hôm nay các bạn sẽ chọn chọn cái móc à. Cái đây là cái để móc len đấy. Dạo này mình đang có cái sở thích là móc len, mặc dù nó vẫn chưa thành, hơi bị xấu nhưng mà vẫn thích, đúng không? Vì mùa đông ấy, không hiểu sao mùa đông lại cứ thích đan với móc ấy. Vì đây là trả bài chung, các bạn chọn lấy thông điệp phù hợp nhất với mình nhé. Và hãy đừng quên là follow kênh YouTube của Silverback Tarot của mình ha, để được khi mình đăng video mới nhất này, hoặc là khi mình live stream này. Đây là màu, màu chọn tụ bằng cái này ha. Đây, tụ 1 là màu xanh lõn chuối hay màu vàng nghệ. Còn đây là tụ 2 là màu xanh da trời, tụ 3 là màu hồng tím này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 nhá. Cất hai tụ này đi. Hello các bạn tụ số 1. À, các bạn chọn cái này. Xanh là cây à? Ok, bây giờ mình sẽ lấy bài cho các bạn ha. Các bạn có lá 9 ly. Các bạn có lá 1 kiếm. Các bạn có lá đứa trẻ ly. Các bạn có lá 9 kiếm. Các bạn có lá Wallflowers và Cantrips và do not drink poison, do not do things you know are bad for you. Và no need to fear, remember how powerful you are. Thì sắp tới người quay trở lại với các bạn trong cuộc đời của các bạn, thì đây có phải là một người rất chi làm trầm tính này, trầm đây đây mình cảm nhận như là người bạn cũ, người bạn cũ. Và người bạn này thì bạn có thể là học cùng lớp hay cùng trường cũ hay gì, đồng nghiệp cũ hay gì đó, nhưng người này thực sự là một người nhút nhát, không hay nói, không hay không hay gì nhỉ, không hay nói chuyện, mà rất chi là kiểu waffle đây, là rất chi là khép mình ấy, không ở đám đông thì cũng không nói chuyện với ai đâu. Người này thật sự là rất chi là control này, người này bị kiểm soát rất nhiều, có thể là bố mẹ người ta rất kiểm soát, hoặc là cái gì đó kiểm soát người ta hoặc là cái vẻ ngoài người ta không bao giờ biểu lộ cái cảm xúc ấy. Thì mình thấy cảm nhận như người này, nếu mà các bạn có học chung với nhau á, thì người này có vẻ như là một người học rất giỏi ấy. Ace of Squad, hoặc là học cũng khá là giỏi ấy. Một người mờ nhạt, một người này có cái sự tâm trí, à gì nhỉ, không phải, mà trong trí nhớ của bạn ấy, thì một người này đây là một người khá mờ nhạt, đây không phải là người nổi bật ở trong đám đông, một người mờ nhạt ha. Và mình cảm thấy như là có thể các bạn không biết, cũng có thể các bạn biết, nhưng mà người này mình thấy là một số ở trong đây thôi, không phải tất cả, nhưng mà có một số bạn thì cái người này, cái người sắp quay trở lại trong cuộc sống của bạn, thì người này có vẻ là hay bị mất ngủ, hoặc hay lo âu, hoặc là nói chung là có thể là trầm cảm đấy. Người này là như thế, người này đang có những cái thói quen là rất xấu cho người ta, thì không biết nào. Không biết là bạn có thân với người này không, thì nếu mà thân ấy, nếu mà thân với nhau cũng thân, hoặc là bạn cũng khá là kiểu nhận ra người này ấy là ai, nếu mà quay trở lại khi gặp họ ấy, thì mình nghĩ là tốt nhất là bạn hãy lan truyền cho họ một cái số cái năng lượng tích cực ha. Nếu là đây là người yêu thì cũng của bạn, hoặc là kiểu tình cũ ấy, thì cũng, hoặc là người quen ấy, người quen bạn ấy, thì nói chung là đây là một người mình cảm thấy là đang có vấn đề ha trong cuộc sống của người ta. Nói chung là chủ yếu là cái từ cái bản chất của người ta, từ cái tính cách của người ta nó gây ra vấn đề, là người ta không thoát ra khỏi được, người ta bị năng lượng tiêu cực quá nhiều.
Thật sự là đây một người tốt, là bây giờ khắp ở đây thì là một người có rất là chân thành và nhận kiểu tâm hồn khá là mong manh, dễ vỡ ấy các bạn. Người lại có cái vấn đề về 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 tự tin bản thân rất nhiều á, hay lo sợ, hay cũng có thể người lại sẽ sợ quá trước đám đông, hoặc là sợ phải thể hiện mình hay gì đó. Và người lại không biết, các bạn có biết hoặc người ta có tỏ ra ngoài không, nhưng người ta là có những thói quen độc hại, chẳng hạn người ta nghiện chơi game, hoặc người ta self-harm, mới có thể là lặng lữa hơn nữa là tự làm tổn thương chính mình á. Đấy đấy nhá, đấy là người sắp quay trở lại trong cuộc sống của mình, của các bạn tụ số 1. Nếu các bạn tụ số 1 kiểu khi là người ta quay lại, người ta xuất hiện trong cuộc sống của bạn ấy, nếu bạn nhận ra người này là ai thì mình nghĩ là xin các bạn là hãy truyền cho người ta một chút năng lượng tích cực ha, một chút tích cực và vui tươi đến cho người này ha. Rồi, đấy là trả bài của các bạn tụ số 1. Nếu các bạn thích hãy like, share và subscribe kênh channel cho mình nhé. Mình sẽ dừng tụ số 1 ở đây. Bye bye, và hãy nhớ follow kênh YouTube của Silverback của mình nha. Ok, bye bye các bạn tụ 1. Bây giờ mình sẽ sang các bạn tụ 2 ha. Một là cái người này sắp quay trở lại. Hello các bạn tụ số 2. Là các bạn chọn màu xanh nước biển. Là các bạn chọn màu xanh nước biển này ha. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài cho các bạn ha. Lá bài nha. Có lá vua kiếm. Hai Princess, wow, lắm thế, tám kiếm và hai Hanged Man, Past Love, ok, và Destiny, Impossible Things, Walking to Disbelief, Imagine Dreams, Find the lesson to go upon situation so that you are learning. Ok. Người này có thể là past love ở đây, thì đây có thể như là một tình cũ của các bạn ha. Tình cũ. Tình cũ không rủ cũng tới. Ok, hoặc là người này có thể trong quá khứ là bạn chưa từng yêu người này. Có thể là bạn chưa từng yêu người này, nhưng mà người này ấy là trong kiếp trước là tình cũ của các bạn. Các bạn có cái duyên lợi ở đây, destiny ở đây, định mệnh ở đây, nếu mà các bạn chưa từng yêu nhau á. Ok, và cái buổi gặp mặt mà các bạn quay trở lại gặp gỡ nhau lần nữa ấy, nó như một cái định mệnh luôn ấy, khiến bạn kiểu bất ngờ luôn á. Thì kiểu như đây có lá impossible things, đây là không thể tin nổi tự nhiên gặp ấy, là một cách bất ngờ ấy ở đây. Thì người này ấy, khi bạn gặp lại thì bạn rất chi là sốc luôn. Bạn rất sốc luôn vì 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 người này thay đổi một cách chóng mặt luôn. Người ta không còn như trong quá khứ nữa. Có thể trong quá khứ người ta có thể là lúc các bạn mà gặp nhau thì người ta có vẻ hơi trẻ trâu hay gì đó. Nhưng bây giờ người ta thay đổi một cách dã man luôn ấy. Có thể là trong quá khứ là bạn từng cross người này, hoặc người này từng cross bạn chẳng hạn. Nó có thể là như theo hướng hướng như thế, nhưng mà nói chung là các bạn là có cái sự liên quan tình cảm với nhau. Không cần biết là có hẹn hò chính thức hay không, nhưng mà có sự liên quan tình cảm ha. Người này trở thành vua kiếm. Một vua kiếm ha. Là nói thì khá là kiểu ít nói và trông có vẻ là trưởng thành, chững chạc. Đấy. Và hai bị chết ở đây thì người này khá là bị động, người ta chỉ nhìn bạn thôi. Đấy. Đây lá này ở đây thì mình cảm thấy như các bạn gặp nhau ở trong ấy, xung quanh có nhiều người này. Có thể là họp lớp xong rồi gặp lại nhau ấy, có thể luôn á. Xong người này chỉ nhìn bạn im lặng và nhìn và nói kiểu chào thôi, chào bạn ấy, kiểu là như vậy. Không nói gì luôn và cứ ngồi im thôi.
người này khác hoàn toàn luôn ấy, trong khoảng trong trí nhớ của bạn ấy thì bạn nghĩ cái hình ảnh người này khác hoàn toàn luôn. Xong rồi bạn kiểu sốc luôn, có thể là bây giờ người ta hồi trước này người ta không tập gym các thứ, nhưng bây giờ người ta kiểu tập gym á, mà cơ thể ăn mặc rồi các thứ khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà nói chung là bạn cái ấn tượng khác hoàn toàn của người này là theo cái tốt ha, người này tốt hơn ha, người này một thay đổi gì đó rất chi là khác, khiến bạn kiểu wow wow không nhận ra luôn ấy, kiểu dạng vậy khi gặp lại. Đấy là người các bạn tụ số 2 sốc, chuẩn bị quay trở lại trong cuộc sống các bạn tụ số 2. Một vua kiếm ở đây, một người đã thay đổi rất nhiều khiến bạn sốc. Wow, khả năng cao là con trai, năng lượng làm cao, rất chỉ là chững chạc trưởng thành. Có vẻ khi các bạn gặp thì người ta còn trẻ trâu, bây giờ người ta trưởng thành rồi. Ok, cảm ơn các bạn tụ số 2 rất nhiều. Nếu các bạn thích hãy like, share, subscribe kênh channel cho mình nhé, và nhớ follow kênh YouTube The Silver Back của mình ha. Bye bye, bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3. Ờ, các bạn tụ số 3 nào, là các bạn chọn cái này ha. À, mình sẽ lấy bài cho các bạn nào. Bạn có lá 2 kệ. Bạn có là 3 kiếm. Bạn có lá the moon. Bạn có là vua Lee. À. Union. Oh my. Friendship. Follow the white rabbit. Và shine like a candle. Thì đây là một người bạn của bạn ha. Sóc người sóc quay trở lại trong cuộc sống của các bạn tụ số 3 ấy, thì đây là một người vua Kili ở đây, một người rất chi là cảm xúc ở đây, nói chung là tâm lý cảm xúc ha. Có thể các bạn là từng là bạn bè với nhau ha, bạn bè với nhau rất chi là thân thiết luôn á. Union là một cặp đôi kiểu cặp đôi kiểu gì à, kiểu như đôi bạn thân ấy, rất thân ấy, union ấy. Người này có thể ở trong quá khứ hoặc là bạn nhìn thấy ở trên mạng, hoặc là bạn kiểu chưa liên hệ với người ta ấy, nhưng mà bạn nhìn thấy hoặc là bạn biết được rằng là trong cuộc sống của người ta rất chi là nhiều nhiều khó khăn, nhiều buồn ấy. Nói chung là cuộc đời người này có gặp trắc trở gì đó thì bạn biết, hiểu không? Và bạn thì gì nhỉ, thì chỉ là im lặng buồn trong buồn thôi, khi thấy rằng người ta gặp khó khăn ấy thì là buồn thôi đấy, và khá là lo lắng cho người ta không biết như thế nào. Kiểu bạn từng từng chơi với nhau khá là thân mà, thế là follow the white rabbit thì nói chung là cũng tò mò, thì cuối cùng lại liên hệ lại. Và đấy tình huống của các bạn là kiểu như là nói chuyện với nhau, nói chung là liên hệ với nhau trước là qua mạng ha, là trên mạng xã hội ha, là bạn người ta chủ động hoặc là bạn chủ động đấy liên hệ với nhau, hỏi thăm nhau. Union thì đây một số ít thôi nhá, một số ít thôi ở trong những bạn tụ này, thì người này cũng có thể là một union với bạn, là một cặp đôi rất chi là hợp, matching couple của bạn. Có nghĩa là nếu mà bạn thật sự, nếu mà bạn có tình cảm khác với người này ấy, yêu đương các thứ ấy, thì các bạn đôi bạn thật sự là hợp nhau, có thể đến đến lâu dài với nhau được. Nói chung đấy là cái tình huống là đau lòng gì đó của người bạn hoặc là người kia, nói chung là trải qua cái tình huống gì đó thì người này lo lắng của bạn kiểu đang bị gặp vấn đề gì đó, người này lo lắng người ta hỏi, thế là nói chuyện lại với nhau, thế là người ta lại quay trở lại quan tâm cuộc sống của bạn. Còn đâu hoặc là bạn người này gặp cái trường hợp gì đó thì bạn lại lo lắng, bạn bạn hỏi thăm các thứ thì lại quay lại lại làm bạn bè các thứ vân vân và mây mây đấy. Chứ người lại vua ly thì cực kỳ
cực kỳ tâm lý luôn đấy, kể cả con gái hay con trai thì cũng tâm lý ha, một người trưởng thành trong cảm xúc. Rồi ok, cảm ơn các bạn tụi số 3 đã lắng nghe. Ai là người sắp quay trở lại trong cuộc sống của bạn thì đấy. Ok, nếu các bạn thích hãy like, share và giúp các kênh channel cho mình nhé. Mình sẽ dừng chào bài ở đây. Bye bye, và hãy nhớ là follow kênh YouTube The Silverback Tarot của mình nha. Bye bye.